Hello, xin chào tất cả cô chú và anh chị. Ngày hôm nay em sẽ review về những cái món nội thất mà em đã bàn giao cho cô Liên ở quận 11 nha. Cô chú thì cũng đã chia sẻ thật lòng là đã tham khảo rất nhiều nơi, nhưng mà khi xem ở trên thông tin trên website cũng giống như là ghé cửa hàng thì rất là ấn tượng bởi những đường nét độc chạm và thêm vào đó chính là chất liệu gỗ nè. Cái tủ tivi mà mọi người đang xem trên màn hình này thì có kích cỡ chiều ngang là tới tận 1m97 và được làm bằng chất liệu là gỗ cẩm lai nha. Và đây chính là một cái tủ rượu được bàn giao cho cô, được làm bằng chất liệu đó chính là gỗ gỗ đỏ với kích cỡ chiều cao là 2m2. Và cái mẫu này thì hiện tại là bên em là sơn theo cái tông cổ điển với đường nét đục chạm nhẹ nhàng và tinh tế, và được làm với cái phần thiết kế là bốn mặt đều kiến, nhưng mà mặt hậu thì sẽ có thêm một tấm ván phía sau nữa nha cô chú. Và đặc biệt thì còn có một tấm tranh thuận buồm xuôi gió với kích cỡ là 1m27 nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ ghé thăm xưởng của nhà sơn đông nha. Đây là hình ảnh anh thợ đang đục chạm những cái đường nét hoa văn theo phong cách cổ điển nè mọi người. Đối với phong cách này thì họa tiết lá tây là một cái gì đó rất là khó chạm nha. Chúng ta phải cực kỳ rất là tỉ mỉ, cần mẫn từng chút một nè. Và đây tiếp theo là hình ảnh những anh thợ đang xẻ từng cái thớ gỗ. Và trước khi mà làm xong thì chúng ta sẽ chà nhám rất là kỹ lưỡng trước khi đem đi sơn đó mọi người. Những cái sản phẩm nhà sơn đông thì đều được chà nhám từ mặt trên, mặt dưới, mặt trong, mặt ngoài, tất cả những ngóc ngách luôn. Khi mà ghé sâu trong sơn đông thì mọi người có thể kiểm tra rất là kỹ càng hoặc là kiểm tra thoải mái về cái vấn đề này luôn nha. Chỗ nào mà nhám thì nhà em sẽ làm lại cho cô chú anh chị. Đây là cái khâu sơn nè mọi người. Sơn thì buộc phải rất là đều tay nữa. Còn đây là hình ảnh một cái thớ gỗ rất là to và anh thợ đang cắt xẻ. Đó, rất là nhiều những cái hình ảnh mà hiện tại đang diễn ra tại showroom Sơn Đông. Đặc biệt một điều là khi mọi người mà đặt hàng ở showroom bên em thì sẽ được tính giá tặng xưởng chứ không qua trung gian nha mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem lại một số hình ảnh sau khi kê đặt vào không gian. Cô chú anh chị mình đang xem mà cần hỗ trợ hoặc là thắc mắc gì thì có thể gọi vào số hotline 0399830770 hoặc đến ngay showroom tại địa chỉ 783 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân để chúng ta có thể tham khảo thêm một số sản phẩm hoặc là những cái sản phẩm đang có sẵn tại showroom Sơn Đông nha. Và bây giờ video hết rồi, bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.